Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Hôm nay My chia sẻ với các bạn cách mà mình tránh những cái con rầy, những cái con mà nói chung là mình không thích đến cái vườn của mình mà nó làm cho những cái bông trái rồi đó nó sẽ bị thất mùa nếu mà mình không có diệt nó được á. Mà nó bám lên những cái bông mướp, bông bí, bông bầu, bông dưa leo. Các bạn thấy những cái con này là mình phải cẩn thận. Từ từ là cái cây của mình nó sẽ đi ngủ rất là sớm mà nó sẽ yếu sức rất là nhiều khi mà mình bị những cái con này nha. Con rầy xanh nè, cái con mà nó màu xanh đây nè, nó mềm nè, nó cái con này nè, thì khi các bạn thấy mà trên cái bông mình thường thường nó hay bám bông, thì hồi nãy cái bông này nè nó chừng cái chục con vậy, nó nhỏ 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 nè, các bạn thấy màu xanh không? Các bạn thấy vậy là mình hái giục thùng rác liền, thì để cho mình tránh được những cái con này nó bay, tại vì nó bay nó đẻ ra nhanh rồi nó bám vô những cái bông khác á, từ từ nó ốm nó yếu lắm rồi cái trái nó èo uột luôn, nó không có lớn nữa. Cái này hồi nãy My mới cắt nó ra rồi đó, xong rồi mình phải kiểm tra lại nếu mà nó có. Ồ đây nè, đây nè các bạn, nó thấy không, trong cái đọt nè. Khó thấy lắm luôn nè, mấy ảnh nè đó, y như là cái lá luôn, mình nhìn mình không biết. Đây đó, mấy cái anh này trời ơi nguy hiểm lợi hại lắm, chỗ khác á, nó bay qua cây này cây kia, trời ơi coi nè, oh my gosh, đây nè các bạn thấy không, ở trong đây nè. Nó màu xanh rất là khó thấy nè, để mau mau mình đi giục rác liền. Cái lá này mình cũng ngắt bỏ luôn đi, không có cần thiết, nó không có hại cái cây nhiều đâu. Khi mình ngắt mấy cái lá này được không sao, rồi mình mới xịt vô để thôi, nó ủ ở trong đây nè, là mình xịt nó khó lắm. Cái lá trái đực á là mình ngắt luôn, mình chừa trái cái lại thôi, tại vì có nhiều cây á cho nên nó thụ phấn qua lại không sao. Nè, cái nào trái đực nè, nó nằm trong cái bông á, oh my god, hồi đó mấy năm trước bị một lần sợ muốn chết luôn á, giờ bị nữa. Trái nào trái đực cứ hái hết đi ha. Này giờ mình đi giục đè nè, ảnh đang bò nè, ảnh đang bò chút xíu nè. Nè đi giục rác xong rồi cái mình đi vô mình xịt thuốc cho nó. Nó dính á, là cũng mệt lắm luôn á. Trời ơi, mấy anh này á, nó vô mà bông nào mà có mà nó bám hết trơn là coi như mùa này thất bại tràn trề. Cái bình này My pha trong đây rồi á, có sẵn rồi. Thường pha để sẵn, rồi khi nào mà cần thì xài. Cái công thức My pha là nếu mà nó có nhiều á thì các bạn pha 2 muỗng canh muối áp xanh sót, thêm 1 muỗng cà phê nước xà bông rửa chén, cộng thêm 4 lít nước, rồi mình xịt nó lên. Còn nếu mà thấy nhiều quá luôn á, 2 muỗng cà phê xà bông rửa chén với 3 muỗng áp xanh sót luôn cho nó mạnh, cộng thêm 4 lít nước. Nước thì mình để bình thường, mình chỉ tăng cái lượng áp xanh sót với xà bông rửa chén thôi. Thêm chút xíu dầu ăn, 1 muỗng cà phê dầu ăn nữa cũng được, còn không cần thì thôi. Đó, mình cho vô rồi mình xịt nó. Nếu mà được thì mình đem cây này đi ra chỗ khác xa, đừng có để gần mấy cái cây cái bên đây nè, là sợ nó còn á, là nó bay qua đó là mình bị lây á. Với mình xịt á, các bạn xịt ráng làm sao nè, nó bám đây nè, bám sao mình lấy cho nó ra hết được thì càng tốt nha. Mình dình ở trong cái giống như ở dưới cái tàn rồi đó, nó nằm ở trong nó trốn nè, thấy không, nó lú ra nè. Rồi xong rồi qua ngày mai nó bớt nhiều thì thôi, còn nếu mà nó chưa bớt cho nó mạnh đại đi. Mấy anh này mà nó không có chết á, nó lầy dữ lắm. Cái cây này các bạn để ý, thường thường á, ví dụ nha, mình nói ví dụ như có những cái sâu sâu dẻ bùa đồ trên lá đó,
nó chạy vòng 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 á, mấy cái đó đó, hoặc là có nấm bệnh gì trên lá á, thì thường mình cắt á, nếu như mà mình cắt ngay khúc đây nè, sát đây nè, để mình dục cái lá này thì cũng được. Nhưng mà thường á, nếu mà mình cắt sát đây á, cái lỡ mà ở dưới đất mà có nấm bệnh á, nó giăng lên đây nó dễ làm cho cái cây bị nấm bệnh. Cho nên mình cắt á, mình cắt ở trên, mình cắt ở trên đây như vậy nè, nó nuôi cái thân này một chút, không sao hết đó, nhưng mà nó tránh được nấm bệnh hơn là mình cắt sát gốc. Như cái lá này hồi nãy nè, mình cắt nó bỏ đó, là mình cũng cắt ở trên nè, không có cắt ở dưới. Nó bình mình bị mất dinh dưỡng khúc này, để nó phải nuôi khúc này nè, từ từ nó mới chết, nhưng mà nó đỡ tránh nấm bệnh. Mình xịt á, mình xịt một hướng đứng lên một hướng này xong á, các bạn quay qua hướng khác mình xịt, tại vì nhiều khi ở bên hông á, nó cũng có mà mình không có thấy được á, cho nên mình xịt giáp vòng hết để cho nó dính được mấy cái dung dịch này nè hết luôn thì nó đỡ hơn. Dĩ nhiên cái cây mình sẽ mất sức nếu mà mình bị cái con này nhiều á nha, nó hút từ từ cây mình ốm nhom nhách lại luôn á, nó không có khỏe nữa đâu. Bây giờ là buổi sáng, để tới chiều á mi sẽ xịt luôn mấy cái này thôi, mình xịt đại đi nghe, nhưng mà nói cho các bạn biết nếu mà không có cần thiết á là buổi chiều mát á, rồi mình hả xịt cái này lên những cái cây của mình nha. Mi sợ nó dính mắt cong này, thôi xịt một chút sơ sơ đi, tránh cái bông thì nó đỡ, mà cái này thường thường nó hay vô những cái bông, cái bông là cái mà dễ bị nhất á, giống như xung quanh vậy nè các bạn. Cái đây nè, vòng vòng vậy nè, nếu mà nó có là nó sẽ ở vòng vòng ha. Như thường thí dụ như cái cây mà nó nhiều bông đực quá đó, mình hái bỏ bớt đi. Ồ chết cha, cái đây có nè, đây nè ảnh nè. Đó, ảnh đó. Mới bay, chắc mới bay đậu hay sao á. Hái bỏ liền luôn. Có rồi các bạn ơi, cái cây này cũng có luôn rồi đó nha. Đây nè, cái đọt nè. Nhìn trên cái lá đó sẽ thấy lá non á. Trời ơi, chết cha rồi đây nè. Đó, lá non, trong lá non á nha. Mấy cái nụ rồi đó. Nó những cái bông đực nhiều quá, mình hái bỏ bớt. Các bạn nếu mà có ai trồng mướp, bầu, dưa leo, bí, mấy cái bông thường thường dễ bị á, bí ngòi là mình đi kiểm tra ha. Hy vọng các bạn không có bị. Cái này thường thường ở xóm đâu có ai có đó, gió nó bay qua nó cũng bị nữa nha. Như cái cây mình không bị nhưng mà ở xóm bị là cũng mệt luôn á. Rồi mình xịt cái cây này luôn. Bữa nay cái này là mi spa là chỉ có 2 muỗng canh muối ớt xanh sót với 1 muỗng cà phê nước rửa chén, 4 lít nước. Rồi ngày mai, ngày mốt, mỗi ngày mình đều mỗi xịt ha. Xong rồi á, ngày mai, ngày mốt lại mà thấy nó vẫn còn thì mình tăng nước rửa chén lên 2 muỗng cà phê nước rửa chén, 3 muỗng canh muối ớt xanh sót luôn là mi thấy hết á. Còn không thì mình đổi lại, mình lấy baking soda thêm chút nữa, baking soda nữa. Thì thường thường mình nếu mà mình không có thấy work á, mình tăng cái lượng xà bông rửa chén lên thì nó cũng work. Mình thấy nó cũng giống như dầu niêm vậy đó. Thì muốn xịt dầu niêm cũng được nha, niêm oil đó, mình xịt cũng được, hay cái này cũng được thì tùy. Niêm oil thì nó cũng tốt, mà tại vì nó hơi mắc tiền, mà nó không có dưỡng cây. Còn muối ớt xanh sót thì nó nhẹ hơn mà nó dưỡng cây, cho nên mình hay pha muối ớt xanh sót cho nó dưỡng cây luôn á. Cây của mình nó ít có mất sức hơn, tại làm mấy cái này á là mấy cái con này nó hút mất sức dữ lắm, mất sức nhanh ơi là nhanh luôn á. Trời ơi, cái trái này thấy tội nghiệp lắm các bạn. Lúc mà nó ra, nó có một bông nó ra mà bông trái, rồi cái không có cái chỗ bông đực nào hết trơn, cái bông đực nó chưa nở, cái mấy ngày luôn nó chờ hoài không có anh đực nào đến hết trơn, xong rồi nó rụng, rồi không biết bây giờ nó có đậu không nữa nha. Nó mới rụng bông luôn 2 ngày rồi đó,
Nếu mà ảnh còn nguyên gì, từ từ ảnh lớn lên là coi như ảnh đậu, còn không là coi như ảnh héo luôn rồi, rợ rụng luôn á, tội nghiệp. Ra mình chơi chơi không không có anh nào hỏi thăm hết trơn. Và thường nếu mà muốn tránh những cái con này đó thì các bạn khoảng chừng 2 tuần mình xịt muối ép xanh sót. Khoảng chừng nếu mà không có nấm bệnh gì hết á, các bạn pha 2 muỗng canh muối ép xanh sót với 4 lít nước. Mình không có cần thêm xà bông. Rồi mình xịt vào buổi tối, mình xịt sơ hết trơn tất cả thân, lá, bông rồi cứ xịt hết luôn cho qua một lượt vậy đó. Rồi 2 3 tuần sau cái mình xịt lại nữa. Thì cái đó là mình ngăn ngừa được những cái con này luôn. Còn nếu mà có những cái con này rồi á, thì mình phải xịt thường xuyên hơn. Và xịt cho tới khi nào mà nó hết luôn thì thôi, mình mỗi ngày mình đều mỗi phải kiểm tra để coi nó có bị hay không ha. Mấy anh loại rầy này thì thấy nó cũng dễ nếu mà mình phát hiện sớm đó các bạn. Nhiều khi mình làm lần vậy là coi như là ngày mai là còn 1 2 con rồi, cái bắt đầu nó hết luôn à. Còn nếu như mà nó không hết đó, thì ngày mai các bạn coi lại mà không hết thì mình vẫn xịt nữa. Và xong rồi mình rắc bột quế á, cinnamon á, mình rắc lên cho nó có mùi nhiều rồi nó cũng đi bớt nha các bạn. Thì bữa nay mình không có cần rắc bột quế cũng được nữa. Mình chỉ cần phát hiện sớm thì mấy anh này nó đỡ hơn là mấy cái con khác. Cái zucchini này nó 2 loại giống, một loại là giống trái màu vàng nè, cái trái màu vàng đây nè là những cái bông cái á, còn bông đực là nó cái cọng nó màu xanh luôn à, nó không có màu vàng. Còn cái giống bên này nè là trái màu xanh, cho nên cái bông cái nó cũng màu xanh mà cái bông đực nó cũng màu xanh luôn. Trời ơi, trên cái cây cà chua cũng bị nữa nha các bạn. Đây nè, mi mới tìm nè. Dưới cái lá nó nè, các bạn thấy không? Nó đậu như vậy là coi như cây cà chua của mình tiêu luôn á. Thì các bạn coi ha, nếu mà nhà của các bạn có, mình đi lấy xong rồi cái mình bỏ vô thùng rác liền những cái con như vậy nha. Và bắt đầu mình xịt muối ép xanh sót vô liền. Nè, đây nè. Các bạn thấy không? Trời ơi, mấy anh này nguy hiểm dễ sợ luôn á. Cây đang tốt tươi á, quá chừng tốt luôn, mấy ảnh vô mấy ảnh hút nó. Lá này thì tại vì không cần thiết cho nên mình cũng bỏ luôn, không có cần phải gỡ nó ra gì hết. Rồi xong rồi mình xịt coi trên các đọt á nha các bạn. Nếu mà thường nó đậu là nó dễ hút ở trên mấy cái đọt á, mấy cái đọt nó làm như nó mùi thơm nhiều, nó thích làm sao đó, nó lên mấy cái đọt nó ở á. Mình phải gom cái này bỏ vô thùng rác liền, không có để mà nó bò ra nha. Nó bò tùm lum nó dính là trời ơi nó mệt lắm luôn á. Rồi mình xịt vô nha, mình xịt buổi chiều ha. Chiều mát được thì tốt. Xịt ở trên xong rồi xịt cái thân rồi xịt ở dưới luôn. Ở dưới cái lá đó xịt lên mà nhất là mấy cái đọt á. Nếu mà nó còn nhiều thì mình xịt mỗi ngày, còn thường thì 2 3 ngày mình hãy xịt 1 lần cũng được. Còn các cây khác thì cũng không có, nhưng mà mình cũng pha muối, đừng có để xà bông. 2 tuần mình xịt vô 1 lần cũng được. Nếu mà mình để gần á, mình sợ nó bị lây, giống như mấy anh này bên này là đang sạch sẽ nè, thì mình đừng có để xà bông rồi mình xịt vô cho nó tránh thôi. Nhưng mà nó không có xà bông nó không có hại cây, tại có xà bông là nó mạnh á, khi nào bị nhiều á mình mới xịt có xà bông. My dừng ở đây ha, hẹn các bạn ở nhiều video khác về trồng cây hay nấu những món chay của My. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.